Cựu thanh niên sung phong tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 3.100 hội viên sinh hoạt ở 155 hội cơ sở. Năm 2023, hội đã có nhiều hoạt động nổi bật như thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đơn vị địa phương đã chủ động phối hợp thực hiện hỗ trợ và triển khai các chính sách giúp an sinh cho cựu thanh niên sung phong. Trong năm, gần 1.500 cựu thanh niên sung phong được tặng quà với tổng trị giá gần 720 triệu đồng. Trên 1.100 cựu thanh niên sung phong được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Năm 2024, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.